anh chị em rất thân mến khởi đầu năm phụng vụ mới sứ điệp lời chúa của chúa nhật thứ nhất mùa vọng mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức không chỉ để đón mừng chúa đến vào ngày lễ giáng sinh hay vào ngày quan lâm nhưng đặc biệt và thiết thực hơn là tỉnh táo đón chúa đến với chúng ta hàng ngày trong đời sống trong từng khoảnh khắc qua mọi biến cố trong mọi dáng vẻ. Chúa đến không chỉ nơi nhà thờ trong những lúc chúng ta cầu nguyện mà còn qua những người chúng ta gặp gỡ, nhất là nơi những kẻ bé mọn nghèo nàn đau khổ. Tỉnh thức ở đây là luôn sẵn sàng và nhiệt thành trong sứ mệnh được trao phó là bén nhạy và quảng đại trước mọi ý muốn và sứ điệp Chúa gợi đến là sốt sắng đón tiếp chúa trong mọi dịp và mọi cách thế tỏ mình của chúa dù qua những cuộc giáng sinh mới mẻ hôm nay hay trong cuộc quan lâm mai ngày để không phải lỡ dịp và hối tiếc đây là lời mời gọi của tình yêu chứ không phải là một sự hù dọ vì thế chúng ta cần đáp lại với lòng mến tin sâu xa và sống động nhằm xây dựng mối tương giao tốt đẹp với chúa và với tha nhân để bảo đảm hạnh phúc nước trời mai sau theo định hướng một vụ 4 năm toàn thể giáo phận phú cường nỗ lực sống chủ đề hiệp thông trong đức tin và đức ái để loan báo tin mừng trong năm đầu tiên vừa qua chúng ta đã cố gắng cùng hiệp thông trong cầu nguyện và thiết tha cầu nguyện cho sự hiệp thông của giáo phận chúng ta vui mừng tạ ơn chúa về những nét khởi sắc tốt đẹp trong đời sống cầu nguyện cũng như trong tình hiệp thông của giáo phận xin anh chị em tiếp tục phát huy tinh thần cầu nguyện trong tình hiệp thông để từng người và toàn thể giáo phận chúng ta ngày càng vững mạnh và thăng tiến hơn mãi trong năm thứ hai này, chúng ta quan tâm đặc biệt đến việc thăng tiến cộng đoàn dân Chúa trong Thánh tâm Chúa Giêsu. Chúng ta ý thức việc học tập và rèn luyện để thăng tiến là nhu cầu hết sức quan trọng của mọi thành phần dân Chúa. Nhưng việc thăng tiến đích thực của người con Chúa và của cộng đoàn dân Chúa không chủ yếu để nâng tầm kiến thức, tăng khả năng làm việc để được nổi danh thu được nhiều lợi lộc và có nhiều điều kiện hưởng thụ nhưng quan trọng hơn là đào luyện nên những con người thực sự có tâm có khả năng sống hài hòa với tha nhân có một đức tin sâu sắc có thể cảm thông chia sẻ những tâm tình và những ý định yêu thương cao sâu của thiên chúa là cha để được như vậy chúng ta cần thực hiện việc thăng tiến mọi thành phần dân Chúa trong thánh tâm Chúa Giêsu là đấng bảo trợ và là gương mẫu yêu thương hiệp nhất của mọi Kitô hữu, đặc biệt là của cộng đoàn giáo phận chúng ta. Thánh tâm Chúa Giêsu chính là suối nguồn ân sủng mà mỗi người cần tìm đến, đón nhận sức mạnh và ánh sáng cho mọi kế hoạch và những cố gắng thăng tiến của mình. Chính nơi thánh tâm Chúa Giêsu, chúng ta có thể khám phá và chiêm ngưỡng tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Một tình yêu luôn trung tín và quảng đại, hết sức cao cả mà cũng thật gần gũi, luôn hoạt động để trao ban sự sống, để gieo niềm hy vọng đổi mới và vươn lên, luôn mở ra cho tất cả mọi người không phân biệt tốt xấu và không ngừng nối kết mọi người trong tình hiệp thông yêu thương. Viết chiêm ngưỡng và khám phá ra nơi thánh tâm Chúa Giêsu những bài học làm chuẩn mực cho mọi công cuộc đào tạo, chúng ta có thể tự đào luyện mình và góp phần đào tạo nên những người có trái tim ngày càng nên giống thánh tâm Chúa Giêsu hơn. Thánh tâm Chúa Giêsu khi yêu thương trao hiến đến giọt máu cuối cùng đã trở nên lời của Thiên Chúa tình yêu nói với con người cần được xót thương. Đồng thời trong tâm thế ngôi lời của Thiên Chúa làm người gánh lấy tội lỗi của nhân loại và cảm thông thân phận tội lụy của con người. Thánh tâm Chúa Giêsu cũng đã trở thành lời của con người dâng lên Thiên Chúa để kêu cầu ơn phúc cứu độ cho nhân loại. Và nhờ những chứng tá sống động trong đức tin và đức ái của mọi Kitô hữu, Thánh tâm Chúa Giêsu có thể trở nên lời của giáo hội ngõ với thế giới hôm nay. Bước vào năm mục vụ mới 2017 đến 2018 này, tôi tha thiết kêu gọi các cha xứ, các tu sĩ, các hội đồng mục vụ giáo xứ, những vị phụ trách các giới, các đoàn thể tùy điều kiện thực tế của mình hãy nhiệt thành phát huy sáng kiến để thăng tiến bản thân và góp phần thăng tiến cộng đoàn dân Chúa trong tình yêu và gương mẫu của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Một cách cụ thể, trong năm nay tôi rất ước mong quý cha xứ với vai trò lãnh đạo dân Chúa, nhất là trong sứ mạng lãnh đạo đức tin, hãy cố gắng vun bồi cho mình năng lực tinh thần và những hiểu biết cần thiết để phục vụ dân Chúa thật hữu hiệu sự điều hành và giảng dạy của quý cha sẽ rất hiệu quả và có sức thuyết phục nếu thể hiện được tinh thần đức tin sống động và tâm tình mục tử chân chính chắc chắn có biết bao tâm hồn bé mọn và còn nhiều giới hạn trong cộng đoàn dân chúa đang rất cần sự yêu thương cảm thông nâng đỡ và dẫn dắt của quý cha để được thăng tiến nhu cầu được học hành được giáo dục nhân bản và đức tin của từng thành phần dân chúa để có thể sống xứng với phẩm giá của người con chúa rất cần được các vị mục tử xem như sứ mạng quan trọng mà vì đó mình được yêu thương tuyển chọn và thánh hiến để giúp các tín hữu hiểu biết và sống dồi dào trong tình yêu của thánh tâm chúa xin quý cha tích cực hướng dẫn các tín hữu hiểu biết đầy đủ hơn về bí tích thánh thể và việc cử hành thánh lễ đồng thời cổ võ việc chầu thánh thể xin quý cha hãy trung thành và sốt sắng cử hành thánh lễ cho cộng đoàn tín hữu mà mình có trách nhiệm chăm sóc Đồng thời trong bối cảnh xã hội đầy khó khăn thách đố này, xin quý cha cũng hãy quan tâm đến việc giáo dục lương tâm cho các tín hữu, hướng dẫn họ hiểu biết và lãnh nhận bí tích hòa giải cách xứng hợp và hữu hiệu. Nhất là xin quý cha luôn sẵn sàng nhẫn nại đón tiếp và quảng đại giúp đỡ các hối nhân tìm đến với mình. Dù sao, Việc thăng tiến cộng đoàn không phải chỉ là trách nhiệm của cha xứ và cũng sẽ không thể đạt được kết quả nếu thiếu sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa. Tôi đặc biệt quan tâm đến tầm quan trọng của các gia đình trong công cuộc thăng tiến cộng đoàn dân Chúa. Trong thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2016, gia đình được nhìn nhận là con đường hội thánh phải đi và mọi chương trình mục vụ của hội thánh phải đi qua gia đình. Và theo hướng dẫn mục vụ năm nay, hội đồng giám mục Việt Nam cũng kêu gọi đồng hành với các gia đình trẻ, đồng hành để hiểu biết, yêu thương, hướng dẫn các gia đình sống ơn gọi và sứ mạng hôn nhân của mình như lòng Chúa mong ước. Chính nhờ thế, các gia đình mới có thể góp phần khơi dậy và đào tạo các linh mục tương lai. Các tu sĩ, các thành viên của hội đồng mục vụ giáo xứ, các giáo lý viên để ngày càng có thêm nhiều người cộng tác tích cực trong công cuộc thăng tiến cộng đoàn dân Chúa trong Thánh tâm Chúa Giêsu. Vì thế, các gia đình, nhất là những gia đình trẻ cần được quan tâm nâng đỡ. Bên cạnh đó, các gia đình cũng cần ý thức vai trò và trách nhiệm quan trọng của mình để tích cực thăng tiến toàn diện từng thành viên của gia đình mình, hầu có thể góp phần xây dựng cộng đoàn. Xin anh chị em cũng hãy chia sẻ tâm tình và khát vọng của Đức Thánh Cha Phanxicô, vị cha chung của Giáo hội hoàn vũ, khi ngài khai mở lần đầu tiên ngày thế giới người nghèo vào chủ nhật trước lễ Kitô Vua. Ngày 19 tháng 11 năm 2017 vừa qua. Qua sứ điệp gửi cho dân Chúa, Ngài mời gọi chúng ta hãy quan tâm trân trọng đối với những người nghèo, những người thiếu thốn những điều cần để được làm người và làm con Chúa. Ngài mời gọi chúng ta hãy trả lại cho họ phẩm giá xứng đáng của con người, của người con Chúa và là hiện thân của Đức Kitô khi tạo điều kiện cho họ được góp mặt và chung lòng xây dựng thế giới này nên gia đình con cái Chúa và chuẩn bị thiên đàng vinh phúc mai ngày. Đức Thánh Cha Francisco đã mạnh mẽ xác định rằng người nghèo không phải là một vấn đề, họ là nguồn tài nguyên cần kín mút để đón nhận và sống sự thiết yếu của tin mừng. Trong ánh sáng và tình thương mời gọi ấy, Thiết nghĩ chúng ta đều là những người nghèo Trong ánh mắt xót thương của Chúa Chúng ta cần nỗ lực thăng tiến Để phục hồi phẩm giá cao quý của mình Đồng thời cũng cần quan tâm, nâng đỡ Góp phần thăng tiến phẩm giá Và cuộc sống của bao anh chị em mình Nhất là những anh chị em dân tộc thiểu số Những người di dân đang lận đận khó khăn Những kẻ bị khinh khi, bị áp bức và bị loại trừ Nguyện xin thánh tâm Chúa Giêsu ban cho toàn thể anh chị em dồi dào ân sủng và lòng yêu mến của Ngài để cùng dắt dìu nhau trên hành trình thăng tiến và xây dựng sự hiệp nhất trong giáo phận với những sáng kiến thiết thực và phù hợp. Thân ái chào anh chị em.